Ơi, đây là bộ led cao năng xe tải nha, gắn mặt trước nha. Thì phần bên dưới này là mình đang để là phiên bản này là phiên bản 15 led này. Đấy, bên này cũng là 15 led này, hai bên data thông vào nhau và chia đôi ra này. Ở dưới thì là 15 led, hai hàng là 30 led. Đấy, hai hàng này là 30 led này. Ở đây hai hàng này 30 led này. Ở trên là 10 led. Thì mỗi hàng 10 led ở bên này cũng thế. Ở đây mình đang lắp song song thì nó sẽ tỏa ra thôi. Đấy, tổng ở đây đang là 30 này. 30 là 60 này, 60 với 10 này. 60 với 20 là 80 này. 80 là 100 nhá. Đấy. Đây đang tổng là 100 led. Đấy. Đây là phiên bản 100 led. Còn đối với phiên bản mà 25 led thì mình sẽ là ở dưới mình không để hai hàng led nữa mà mình chỉ để một hàng thôi. Và ở trên là một hàng 10 led. Nói chung là ở dưới hàng là 15 led và hàng trên là 10 led. Nhưng mà như thế thì tùy khách hàng chọn thôi. Như thế thì nó hơi xấu, không được đẹp. Mình lắp như này thì nó sẽ đẹp hơn, tức là hai hàng ở dưới là 15 và hai hàng ở trên là 10 thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc là sẽ phải thêm chi phí led, với lại là khi mà led mà tăng thì nguồn mình cũng phải sẽ tăng cái công suất lên, thì dẫn đến chi phí nguồn cũng sẽ tăng, thì tùy vào khách hàng. Ở đây thì hôm sau mình sẽ làm cái phiên bản tỏa ra là 25 led, tức là full hết luôn. Và ở trên thì là sẽ là 10 hoặc 15 led, thì phiên bản đấy mình sẽ quay video sau. Còn đây là phiên bản mình đang làm mặc định là phiên bản ở dưới là 15, ở trên là 10. Lắp led xe tải. Xe tải thì nó có hai kiểu lắp, một là lắp vào đèn pha. Thường thì mình thấy xe tải nó có hai bình 12V, nhưng mà nếu mà lắp vào đèn pha thì theo mình biết thì nó chạy 24V vậy. Thì tùy vào cách lắp, thì trước khi lắp mình phải check xem cái điện áp của mình, và mình lắp vào pha hay là lắp vào bình. Có hai cách, một là lắp vào pha thì khi nào bật pha thì nó mới sáng, thì pha thì theo mình biết là led 24V thì vậy. Đấy, thì mình lại phải sử dụng nguồn có hiệu suất là đầu vào 24, đầu ra là 5V, bởi vì led này đang chạy 5V. Còn nếu mà mình lắp theo kiểu bật tắt nguồn thì nó chạy, thì lúc đấy mình có thể cắm vào bình 12 thôi, thì mình dùng nguồn cũng nó sẽ cũng đơn giản hơn. Nói chung là dùng nguồn 24V đầu vào mà ra 5V nó sẽ khác biệt với đầu vào 12V và 5V nhé. Đấy, tùy vào cách xử lý thôi. Còn các bạn muốn tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé.